Khi đó có bí sâu nghĩ nên kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì trong đó hoàn toàn không có các pháp sanh diệt. Lúc ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì phải học như thế nào? Thiện Hiện thưa, Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên như hư không siêng năng tinh tấn tu học. Trời Đế Thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì làm sao bảo vệ? Thiện Hiện bảo Đế Thích, ông thấy pháp ấy có thể bảo hộ được không? Thiên Đế,